Khéo sao ăn vậy ở nhà. Khéo viên phân cho thôi mình vừa nhập phân. Vừa đắp mặt xong cái đắp mặt nó hút mất cái lấy ăn luôn. Con này là Nguyễn Miền Tây. À đây là gia đình Tú Trinh Vlog. Đó đang cảm ơn chị nha. Thì cho Nguyễn cảm ơn đến người cô ở bên Úc, cô bên Úc. Bên Úc. Thì Nguyễn cảm ơn đến cô đã gửi cho gia đình Nguyễn. Cảm ơn chị nhiều lắm nha. Mẹ mẹ của con thì ít nói nên là cô cũng thông cảm cho mẹ. Mẹ mới đâu đang tình dưỡng nghe. Mẹ ăn chút câu đấy, để chút câu đây, câu gia đình cô. Chúc năm mới gia đình chị được nhiều hạnh phúc. Xin xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì Trinh với anh Tú rất là vui. Trinh với anh Tú sẽ định đi nhận một niềm vui rất là lớn. Anh ơi, Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video để xem niềm vui của Trinh với anh Tú là gì nha cả nhà. Nhưng mà Trinh xin một miếng với cả nhà là hôm nay hai vợ chồng Tú Trinh sẽ nhận một niềm vui nhân ba. Niềm vui nhân ba. Giờ thì Trinh với anh Tú sẽ đi nhận niềm vui. Và bữa nay thì Trinh với anh Tú nuôi bài vịt cũng nhiều nè cả nhà. Nên là thôi thì Trinh có rủ mẹ với rủ em Trinh là chơi. Ở miền quê mình thì khách đến nhà không gà thì vịt, thì đây Trinh với anh Tú có vịt thì sẽ bằng vịt. Giờ thì Trinh với anh Tú sẽ đi ra chợ để nhận niềm vui xong rồi về mình bằng vịt luôn. Hôm nay thì Trinh xin bật mí cho cả nhà là gia đình Trinh rất là vui mừng. Đặc biệt là Trinh rất là vui khi được cả nhà yêu mến và được cô thương mến gia đình. Chẳng những cô thương mến gia đình Trinh mà cô còn thương mến luôn đại gia đình của Trinh. Nên là Trinh rất vui. Hôm nay thì gia đình Tú Trinh đã nhận được một cái niềm vui gọi là không nhân đôi nữa cả nhà mà là nhân ba. Nên Trinh rất là vui mừng. Đây thì Trinh xin gửi lời cảm ơn đến cả nhà lúc nào cũng luôn yêu thương và thương mến gia đình Tú Trinh. Con cũng cảm ơn cô chú và chị đã thương mến để tạo cho Trinh với em Trinh một cái sự bất ngờ dành tặng cho mẹ. Thì hôm nay Trinh sẽ mời cả nhà cùng theo dõi video để xem một cái niềm vui nhân ba của gia đình Tú Trinh là gì luôn nha cả nhà. Thì hồi sáng thì Trinh với anh Tú thì ở nhà có nuôi vịt nên là Trinh có bắt một con vịt. Trinh có mua một miếng gừng, Trinh mua miếng gừng để làm vịt kho gừng. Gừng này là Trinh mới gọt xong với một miếng sa bấu để nếu như là Trinh nấu một bữa cơm gia đình đó cả nhà. Ở đây thì Trinh mua một cái hấu to khổng lồ luôn, tại vì hôm nay là tới niềm vui nhân đôi nhân ba đặng nên là Trinh sẽ mua cái hấu khổng lồ luôn. Đây thì mẹ Trinh cũng thích ăn cái này, cả nhà nhớ trái gì không? Anh Tú nhớ không? Đó là trái subo. Trái subo. Mẹ cũng thích ăn subo. Ta thì gọi là trái lòng mứt. Trái lòng mứt, nhưng mà em không biết ở đây em gọi là subo. Chỗ quê Trinh hay gọi là subo nên là Trinh gọi là subo. Trinh có mua một dĩa subo nữa cả nhà. Thì hôm nay thì Trinh rất là vui mừng. Trinh không biết nói sao. Trinh chỉ biết cảm ơn cả nhà đã luôn yêu mến gia đình Tú Trinh. Trinh cũng hy vọng cả nhà sẽ luôn thương mến để gia đình Tú Trinh có cái động lực đến với cả nhà nhiều hơn. Trinh cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nay thì Trinh sẽ vào bếp làm đồ ăn. Đây thì anh Tú mần vịt thì Trinh sẽ ra mần phụ anh Tú để cho nhanh nhanh để kịp chờ hai đứa mấy đứa nhỏ đi về nó anh ơi. Thôi Tú cũng xin gác máy lại để Tú mần vịt. Nay thì gia đình Trinh chỉ làm cơm ăn thôi cả nhà. Nhưng mà bữa cơm gia đình rất là đầm ấm hạnh phúc. Trinh rất vui mừng luôn á. Vui mừng khi cả nhà yêu thương gia đình Trinh mà còn lại yêu thương đại đại gia đình của Trinh nữa nên là Trinh rất vui mừng. Cái nồi nước thịt hầm của Trinh đứng sôi nè. Trinh bỏ cánh với giò vô luôn. Này cái hầm. Hôm nay thì Trinh sẽ ốp luôn. Ốp để nồi kho luôn. Ở đây thì Trinh có một miếng muối, bỏ vô xíu muối với xíu bột ngọt. Trinh không có ớt đường, bỏ vô cho xíu nước mắm nữa. Ở đây khoảng 15 phút Trinh lấy, Trinh sẽ xào gừng cái cho gừng nó chín thơm đó, Trinh bỏ vô trong kho luôn.
Giờ thì Trinh sẽ cho đồ niêm vô luôn. Đây thì có miếng bột ngọt với chút xíu hạt niêm với đường diệm quân ngoài đường phèn. Ở đây thì Trinh bỏ vô bốn củ hành cho nó thơm. Đây thì cái sả bấu nè, sả bấu thì Trinh sắc ra, Trinh ngâm với nước á. Sả bấu mình ngâm với nước ở nhà, bỏ vô cái gỗ tre hoặc là gỗ mũ cũng được, bỏ vô gỗ ngâm xuống nước là nó tự động nó sẽ ra hết chất mặn luôn á. Trinh mới biết cái mẹo mới ở nhà là bỏ vô cái gỗ nướng nó tự động nó sẽ trắng trong rồi luôn, nó hết mặn luôn. Cái này có cả sả bấu nên là xíu nữa mình chưa, nếu mà chưa có dừa ăn á thì Trinh sẽ cho thêm một miếng muối nữa. Bên đây thì Trinh thắng nước màu thì cũng được à. Giờ Trinh nhắc xuống để Trinh kho gừng luôn. Cái gừng hồi nãy Trinh sắc ra nè, Trinh cũng ngâm bỏ vô xíu muối cho nó bớt đắng, tại vì hôm nay cha muốn ăn gừng á nên là Trinh làm nhiều lắm. Trinh bỏ vô xíu muối này cho nó bớt đắng đi. Cái đầu Trinh bóp xong để cho nó gáo rồi cái Trinh mới bỏ vô Trinh xào. Cha Trinh thì thích ăn vịt xào gừng làm gì nữa nha. Cha nói làm gì nó mới thơm. Nên là hôm nay Trinh xào gừng xong Trinh bỏ qua một bên. Trinh có xào vịt, khi nào vịt chín Trinh bỏ gừng vô. Trinh bỏ vô xíu tỏi. Xíu tỏi đang Trinh xào gừng. Hôm nay quá trời gió luôn nha. Gió. Gió này là gió tháng Tết đó cả nhà, nên là gió ù luôn. Chuẩn bị đón Tết. Này thì vàng Trinh bỏ vô luôn. Cái phần vịt này thì nãy Trinh chưa có nước màu á, Trinh thấy nước màu á, bây giờ Trinh sẽ cho vô chút xíu nước màu cho nó lên màu cho nó đẹp. Trinh bỏ vô chút nước màu. Nước màu mình thắng ở nhà thì thắng cái màu nó đẹp, nó ngon hơn. Gió này là thấy Tết rồi đúng không? Hôm nay thì Trinh chỉ làm bữa ăn gia đình thôi, nên là Trinh không có nói, không có báo với mẹ với Nguyễn trước. Trinh đợi là mình làm xong đi mình sẽ mời mọi người ra ăn luôn. Tại vì mấy cái này làm cũng dễ hơn ở nhà Trinh làm ơn được. Vịt này thì Trinh xào cũng săn ha. Trinh bỏ miếng nước vô, bỏ nước lạnh vô. Vịt thì của Trinh nuôi được 6-7 tháng rồi nên là vịt nó già lắm. Trinh bỏ nước nhiều kho cho nó mềm mềm. Tại hôm nay có cha với mẹ ăn á, nên là kho mềm dễ ăn hơn. Con đang làm vịt kho gừng. Hôm nay Trinh có vịt dai lắm, sao mà đổ nước nhiều vậy? Quá trời dai luôn mẹ, vịt nó lâu rồi nè. Vịt xiêm của con á. Là 5-6 tháng rồi nên là con phải đổ nước nhiều, để thôi mẹ ăn không được ha. Hôm nay có mẹ của Trinh ra đó cả nhà. Chào cả nhà. Ai nghe tiếng trong máng vậy? Máng ra rồi nha. Dạ. Yeah. Trời ơi. Giỏi. Trời ơi. Chào bà cô chú. Bà ơi. Bà hai ơi. Cô chú. Xin chào cả nhà nha. Dạ dạ mừng cô chú. Đại hồn chắc chưa về phải không? Máng có chào bà chú chưa? Hồi nãy chào rồi mà phúc mẹ rồi. Phúc tầm mắt. Dạ dạ lại cái. Chào bà cô chú lại cái. Chú kìa. Chào chú. Đem nước lại uống hả? Dạ. Rồi. Trời ơi. Nước lại nữa. Uống ngọt không mà đem nước vậy? Nước tươi ngon. Nghe cô hai rủ ra ăn cơm. Chưa biết ăn gì mua nước ngọt rồi. Rồi sao nay miếng thơm quá. Vui quá. Thịt thơm cái gì thơm vậy? Dạ, cô hai làm xong hết rồi. Làm cái gì? Ngay thì Trinh làm cơm không cả nhà nên là Trinh ngủ mẹ với Nguyễn miền Tây. À, Nguyễn thì có nói chuyện với cô rồi, còn Huệ thì chưa, nên là hôm nay sẽ có một cái sự bất ngờ, niềm vui nhân ba. Mời cả nhà cùng theo dõi video của gia đình Tú Trinh luôn nha. Mở ra cho con hả?
Củ này hả cái này? Cái này. Cái này ngon hơn. Còn gió quá trời gió luôn. Cái này ngon hơn. Gió này mà đi ra sông đã luôn. Sống vậy lắm. Bà thấy uống nào? Cho nội. Cho nội đây. Cho nội. Không cho cô hai đâu. Cho cô hai cũng giống nhau đó, mẹ đào. Nó khác cái đào, trời con. Trà đào thì thơm hơn ha. Trai luôn. Mẹ con gái nha. Cảm ơn gái nha, gái này đẹp quá vậy. Cho cô mở được. Để cô hai mở cho. Là cô mở được. Chừng nào mấy mới mở được cái chai này ta. Lâu lắm quá. Ngứa nên là gái luôn. Miếng lên hả? Lên lớp 2 miếng mới mở được. Lên lớp 2 rồi hả? Trang Nam làm miếng gửi đi, gửi chuyện học của chị ta. Con Nam cho miếng đi học nha miếng. Đi học nha con. Nam đi học rồi. Chuyện gỗ nha. Cái dịch này, dịch của chị nó hơi già nên là gì? Nấu đủ nước chừng nhiều. Sáng chị mặn có con dịch thôi mà. Nên là chị không có... Thôi sao gần nhớ chị. Ừ, sao gần nè. Mà để nước nhiều cho nó mềm. Còn 3 tuổi mấy rồi, 2 tuổi gì? Bên đây có lộc ăn cả nhà. Bên này Nguyễn miền Tây đưa bé Hùng đi học về là có ăn cần đi sân bắc có ăn luôn rồi. Nguyễn miền Tây giờ tới 12 giờ mới về tới đây quá. 2 giờ mấy? Chút nữa về rồi. Mới 11 giờ. Trễ chị hấu đi, tôi trễ đi. Tôi trễ chứ chị hấu đi. Bà Tư trẻ gì hấu đi. Bà Tư là ai vậy? Bà Tư là ai? Mẹ. Phải không hả mẹ không? Bà Tư trẻ, mà Tư bỏ vô cái bỏ vỏ vô đây mà đổ đi. Mẹ có mấy trẻ gì hấu đẹp không? Đẹp. Chú quốc à. Bà Tư trẻ gì hấu đẹp hả? Thì bà Tư trẻ miếng bự không à. Không đợi cho miếng ăn. Mẹ đâu? Sao mẹ để sau này nè? Mẹ để sau lưng rồi. Chị hấu quá trời bụng luôn nha. Chị hấu là, bây giờ ghé là quên kiếm 10 ngàn. Chị mua chị hấu bự cũng còn. Có là có mấy cái bự bự như là kim nè. Bà nội nè. Ủa nhìn ngon quá rồi. Chị hấu đỏ dữ ta. Ta cắt ở trong nhà cắt ra. Ở vườn đó mẹ. Này mình sẽ miếng nhỏ nhỏ vừa ăn hả chị, hay là sẽ miếng dài? Trẻ làm sao không được, trẻ miếng dài hay miếng dừa mẹ. Trẻ sao ăn vậy ở nhà? Trẻ viên phân cho nó mình... vừa dọc phân. Vừa đắp mặt xong cái đắp mặt nó hút hết cái lấy ăn luôn. Chị không mén? Trẻ đưa một phân bự gì đi cho người cạm phân. Mé không? Mẹ cho miếng. Mé còn phải phải khẩu dưa hấu mà. Chỗ ăn dưa hấu mà trời, hay là ăn dưa leo? Miếng phá dưa leo. Nhớ à. Nhớ là trong clip là chuột ăn dưa leo. Dưa hải thèm quá, dưa hải xinh miếng. Phải không? À, nhớ là quay clip nói là chuột thích ăn dưa leo. Thì sao? Sao ăn? Có cảm ơn ta chưa? Mời chú ăn dưa hấu thì em. Mời chú ăn dưa hấu. Giỏi quá ta. Quên rồi, em thấy dưa hấu ngon quá trời, quên luôn rồi. Quên luôn rồi. Mời ra chú ăn dưa hấu. Không có gì trời. Mẹ gọt cái vỏ trắng bớt. Gọt bỏ bớt ra. Nó hơi dai không? Con mé hơi dai không? Vô. Trời hấu vô. Hấu vô. Nam là mé vô mũ giáo hả? Đúng không? Chú Mộc, trời ơi, hấu của chú Mộc. Giáo. Hấu phải của hai chồng đâu. Hấu của ai? Người số 1 thiệt mà, tại vì chuột thích ăn dưa hấu. Chuột ăn dưa hấu như leo. Con Thư với Thuận đi về tới hai chị trường Thuận là tới 12 giờ mới có về. Lớp lớn rồi, lớn trẻ à. Lớp lớn thì về trẻ. Trẻ nguyên dễ bự luôn. Dịch thì trên xào này cũng chín mềm nè. Gừng nè, trên bỏ gừng vô luôn. Con chào mà cô chú. Cái Thuận về đó. Cái Thuận về là con Nguyễn khách về đó mà Tư ơi. Ừ. Có gì chuẩn bị xong rồi. Mình xong quá rồi con. Mình dọn xong là Nguyễn về tới rồi đó. Ừ. Này thì bí đao nè, chị bỏ đi luôn. Bí đao bỏ cuối cùng. Xong là con Nguyễn về là dọn cơm luôn. Dịch nó già, cái thịt nó đỏ. Thịt đỏ chị xào nghe sột sạng rồi vậy, cái xương á. Da cứng lắm. Bởi vì nấu nước nhiều thịt nhiều nó sắc lên nè. Cha thích ăn gừng nè, gừng phải xào riêng. Nãy chị bỏ nhiều nên là chị phải ngâm nước thôi.
cho nó ra bớt miếng muối. Gió chuẩn bị tết rồi. Tết tới rồi. Cái này chế gì mẹ? Chế Subo. Tết là có Subo rồi. Hồi xưa trên trên tết bằng Subo không? Rồi canh chín nè, chín bỏ hành vô. Lột cái lột cái mạng đó hả? Ngồi rồi. Làm gì phanh tay vậy? Làm gì ngồi phanh tay vậy? Không, cái mày nói chuyện gành rồi. Ăn cơm mà chứ hết ăn cho mày. Hồi lớp trước mày ông bà chung chú. Đâu đó mày ăn nha. Mời sao? Chú. Mời sao? Bà chú chú. Mời ông bà chú. Mời chị chú. Mời ông bà của chú. Dạ nói vậy nè. Ma hiếu. Chào ba hiếu. Mà bà của chú. Lúc trước mà ông bà chú. 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 Thôi bây giờ mấy miếng ra nói chuyện gõ hơn rồi ha. Lúc trước nó còn hơi nhỏ. Hồi nhỏ nói chuyện chưa gành. Giờ quen với ông bà của chú rồi. Giờ ăn cơm mà không mời ông bà của chú là không ăn nữa đó. Đợi đợi cha Nguyễn về cái là ăn được rồi. Đợi cha của mấy về ăn cơm nha. Trời dạ. Chị cho ai? Rồi, có mấy hai cậu. Có cho cô hai không? Để cho mấy chị. Đẹp ăn mẹ găng đó, ăn đi. Ăn xít ăn găng hết trơn, con gái mà răng không đẹp luôn. Giờ thì con Nguyễn rồi cũng về hết rồi. Giờ múc ra đang ăn. Chờ sẵn, trên bếp sẵn sàng. Thôi vừa thấy về cái là múc liền đó nha. Quá trời thịt luôn nè quậy ơi. Vậy bưng nồi cơm được không vậy? Mới cơm mày. Này là nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè. Mày điều mình trong mình giống như là mình có một cái niềm vui cả nhà. Ăn gì cũng thấy vui. Không chi là anh ăn thịt vịt rất là ngon luôn. Mấy bé thì đi học về cũng đói bụng dữ lắm rồi. Trinh con vịt này Trinh nấu kho gừng với nấu canh á, chia ra là một dĩa với một tô, một hai dĩa, đúng hai dĩa luôn rồi. Mấy bé thì cho nó thịt nhẹ xíu. Mà Tư với mẹ thì phụ để dọn ra cho nó nhanh. Tại vì mấy bé Trinh với lại của Nguyễn miền Tây rồi là Hải rồi đó học cái chiều nó cả nhà, nên là mình phải làm nhanh cho mấy bé ăn. Bữa ăn gia đình Tú thì cũng chuẩn bị xong, hôm nay có cha có mẹ. À, Tú cũng mời ra dùng bữa cơm, mời cha mời mẹ ăn cơm. Hôm nay có vợ chồng Nguyễn ra chơi, mời hai em ăn cơm luôn. Rồi mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Mời cha mẹ dùng cơm, hai em hai đứa ăn cơm. Trinh cũng mời cả nhà dùng cơm, gia đình Tú Trinh luôn nha. Con cũng mời cha mời mẹ, rồi cũng mời cả nhà mình cùng dùng cơm với gia đình của quậy luôn nha. Với đại gia đình luôn. Với đại gia đình. Không mời cả gia đình, không mời một cô chú. Không mời cả gia đình. Ừ, ăn cơm đi hai con. À, ăn cơm đi mấy con. Ngoan, ăn cơm đi con. Mẹ ăn ăn ngủ không con? Mời cả nhà mình cũng ăn cơm với gia đình của chú Trinh luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình chú Trinh luôn. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình chú Trinh luôn. Hôm nay đại gia đình ăn to à. Hai gia đình. Mấy cháu con nè. Nay có Nguyễn miền Tây là ngon. Này là vịt nhà là vịt vịt xiêm cái gì á? Vịt xiêm vịt xào gừng. Ở nhà cùng ăn vịt xào gừng đó cả nhà. Có hai là ngon quá. Ừ, ăn ngon ăn nhiều con. Xin mời cả nhà nha. Tại vì hôm nay Nguyễn đi từ sáng giờ đó bụng rồi. Về ăn cơm nó là ngon. Mới vô. Dạ, vịt xiêm. Có cơm nè. Thịt này nó về cái thịt có thì nhiều. Chú ngọt luôn.
Rồi để mình lấy cái khác. Chim nó dễ, chim nó ngon. Nó lấy muỗng thôi. Nó ăn muỗng thì sao? Nó ăn đổ được rồi. Nó ăn đổ được rồi mà. Nó ăn muỗng đây nè, muỗng nè. Nó ăn đổ em nè. Đổ ở này gió thổi mát. Ăn nó cũng giác thấy mát mát. Ớt, ớt á. Ăn này chúng nó cay lắm nè. Cay lắm. Ê, đừng gắp miếng ớt nè mẹ. Chịn miếng ớt. Lấy cái con miếng ớt ra để cay lắm á. Ờ, mấy ăn, mấy ăn đổ được rồi mấy. Miếng đổ mà, mấy ăn đổ mà. Mấy ăn hay biết ta. Né gắp cho bà nội không? Chịt này nuôi chắc cả 7 tháng. Trời, trời ơi, con ơi. Hai hả? Cảm ơn con nha. Trời ơi. Như gắp cục thịt cho cô hai. Anh em gắp được cục thịt cho bá luôn nè cả nhà. Bữa nay con thương cô hai hả? Bữa nay quên cha. Thường thường bên ăn là gắp thịt cho cha. Bỏ cha lên là gắp thịt cho cha. Gắp cho cô hai. Đây em muỗng muốn rẻ vô. Gắp cho còn miếng dưa hấu nha. Không à. Không ăn miếng hấu, nó ăn rồi hả? Thường thích trái cây lắm rồi. Hôm nay cầm bữa chát dưới luôn kìa. Dứt lên. Cầm dứt lên. Ngồi bàn bộ khó ngồi. Nhớ rồi. 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 Nó già, nó già. Ừ, nó già. Tới lứa rồi. Chị Thảo nghe sột sạc, sột sạc. Dạ. Thịt chim mà nó giống như thịt bò. Thịt nó cho lúa với chú cây cũng vậy. Lúa với chú cây. Như trộn thêm cơm nữa. Cũng dẻ không? Ừ. Ta dịch ra. Ta. Gà vịt mà sao gừng là ngon. Ừ. Vịt sao gừng là ngon mẹ. Gừng nó thơm. Ăn đi con. Cái tay đường như đó mà cảm giác con nó vịt thì vừa làm đúng. Tự chưa quen làm như cái ông. Nó chưa có hồi phục hẳn đâu. Nó chưa hồi phục hẳn đấy. Cầm gì mà thì. Ừ, chưa lành đâu. Cầm gì mà cảm không nổi à? Tính ra là người ta cũng hay lắm rồi. Cái trường ngon đó. Nó gãy đó, mình gãy đó mình ta là ấy thuốc thuốc bắc. Thuốc bắc à? Mẹ ăn con da. Con da. Con da trộn nén. Ăn da. Mẹ dâm lên có rồi con ăn hết thì mẹ gỡ cho con nha. Thịt nóng mà. Bà ăn mẹ hả? Dạ. Cái này nó mát lắm chứ. Nó là ngay luôn á. Ngọt hành nó mát cho người ta cắt đi. Nó vô bữa cơm. Nè không biết ngon luôn. Đang nấu gì sao? Nấu nó thấy ngon. Nấu gì 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 là được rồi. Rồi. Đang này. Cơm nè mọi người, cơm, cơm. Nhớ không? Nhớ. Mẹ con không bỏ đường. Bỏ đường bá gần vẫn. Bỏ đường ngọt quá ăn. Chị ai hết cơm chưa? Mày hết cơm chưa? Có mấy nào hết cơm chưa con? Chị mấy hết cơm chưa? Mấy nào hết chén cơm đó chắc à. Mọi người ăn rồi luôn. Trời ơi, cái miệng nó mén rồi. Nóng mà. Cho cầm mười men vô ăn được rồi. Bữa nay vô cô hai miếng được món yêu thích cô miếng rồi. Ngon không? Ăn nhóc. Mời chú nhậu. Dùm dùm thấy rồi. Có gì hấu. Chú mời cả nhà ăn cơm luôn. Số 1. Số 1. Ai là con số 1? Hai. Số 1 trong chén còn là dưa hấu không kìa. Mời cả nhà ăn canh nha. Không nói gì nữa, bà nội ăn kèn ngồi cho biết.
Trời ơi, ngon. Mình nội chiên bánh xèo rồi, nội cũng khen. Nội ngon quá, nội nói hết rồi. Nội ngon quá, nội ra ăn, nội không khen luôn. Nén lại số 1. Nén. Nè. Nè. Ông nội nói mén là số 1. Ông nội nói mén là số 1. Đúng không? Đúng rồi. Bà thiếu số mấy ra? Bà thiếu. Số 1. Số 1 luôn. Bà thiếu số 2. Nói ra nghỉ số 2. Bà thiếu, nhưng mà số 3. Bà thiếu số 3. Nó nói nị, nó nói nị lì lắm. Không ăn nữa nào. Phải không bé? Phải à. Vậy gió này mình ra xong mới giữ nè. Mình trướng mà. Bây giờ ở đó hun mén rẻ lắm. Bây giờ hun mén cần xanh nha. Có hun mén cần đá nào. Hun đá nào. Hun đá nào cô anh. Em mới hồi mấy tháng trước hun mén dễ dàng lắm. Có liêu nước đá là hun lại mới à. Em mới dần ngoan đấy. Thời gian đó. Bao nhiêu chén nè. Nó bụng quá. Đi làm giờ, đi đưa giờ đói. Đi ngồi đó, nó bụng dữ á. Đi học chung rồi. Nó ăn nữa rồi ơi. Ăn nữa. Ăn nữa. Ăn dai chứ dụ. Dai chứ dụ. Đây là dai này, nó ăn được rồi sao? Được á, gấp cho nó rồi. Nó ăn cơm chưa? Cái này nhà có 4 giờ trải ha. Giờ muốn thì làm không là hơn tình luôn vậy. Dạ đúng rồi. Này để Tết á, Tết ăn chung với thịt kho. Bé nhỏ được thương nhất trong đại gia đình luôn. Mén là nhỏ nhất mà. Mén là tới nị phải không? Ủa nị người ta mén chứ, nị nó bự hơn. Cả nhà em bị ăn cái bơ mấy ngày. Ủa nị nhỏ hơn mén. Nị chưa mấy kìm cua đó. Thì cái dai á. Mình nị lớn tuổi hơn. Cái dai mén bự hơn. Mén lột bé. Mốt mẹ có em bé nữa nè mén ơi. Mẹ có em bé nữa con chịu không? Chịu không? Không. Có em bé nữa là mấy người gì à? Mén tục vàng nữa. À, cái cơm chứ. Giọng. Nó cuộc tình nó liếc liếc. Mấy nhớ cuộc tình đó mấy ơi. Mấy cuộc dạng của ông nội á. Hồi đó muốn hôn mấy dễ lắm. Vụ vụ luôn rồi còn giờ muốn hôn nó chẳng tên nha. Chạy á. Rồi bắt nó lại gì nó cho à. Su bố ngọt không nha. Ngọt hay. Giờ gần Tết su bố nhiều sao. Thì chợ mà đánh su bố. Đây thì bữa ăn gia đình Trinh thì cũng đã xong. Trinh cũng thay mặt cô để gửi món quà mà cô muốn tặng tay Trinh đưa. Đây thì món quà cô có gửi cho này là Nguyễn Miền Tây. À, đây là gia đình Tú Trinh Vlog. Rất là cảm ơn chị nha. Thì cho Nguyễn cảm ơn đến người cô ở Bình Úc. Cô Bình Úc. Bình Úc. Nguyễn cảm ơn đến cô đã gửi cho gia đình Nguyễn. Trong phong bì này chắc là tiền. Nguyễn cũng nghe cô đó muốn gửi số tiền đến cho mẹ với cha. Và con hai đọc con gửi cho mẹ cha. Cảm biết. Thì con xin chúc cô luôn sức khỏe và được dạy sự như ý trong năm mới. Đây thì con cũng xin được cảm ơn cô. Cô đã yêu thương gia đình con, yêu thương em của con. Giờ cô cũng tạo cho hai chị em con có một cái sự gọi là để cho cha mẹ được vui. Nên là đây thì cô cũng nói với con là muốn con trao tận tay đến cha mẹ. Đây thì món quà của cô.
món quà là cô gửi cho mẹ để Tết có tiền mua bánh mứt. Đây con gửi cho mẹ. Sau cùng tôi cảm ơn chị nha. Chị chắc 70, tôi cũng gần 70 kêu chị đi. Gia đình tôi hai chồng đó. Cảm ơn con chị đã thương tôi kêu hai đứa nó. Mẹ mẹ của con thì ít nói nên là cô cũng thông cảm cho mẹ. Mẹ mới đang tình dưỡng nghe. Mẹ không chúc câu đấy, mẹ chúc câu đây, câu gia đình con. Chúc năm mới gia đình chị được nhiều hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Mẹ con thì thấy cô với lại cả nhà yêu mến mấy chị em thì mẹ với cha rất là vui. Cha mẹ nào thấy con mình được nhiều người thương thì cũng rất vui. Nhân đây thì Trinh cũng xin cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương mấy chị em của Trinh và xem hết video của gia đình của Trinh. Đây thì con cũng xin cảm ơn cô. Con chúc cô lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an cuộc sống. Trinh cũng muốn chúc cả nhà cũng thật nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống. Dạ, video của Tú thì cũng đã kết thúc rồi cô chú anh chị. Thì Tú cũng xin chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Hẹn gặp lại đi. Lại cả nhà những video tiếp theo nha. Gia đình xin hẹn. Con chào mừng chú.